bằng làm cái răng nó nghiêng gần nghiêng xa này, làm đồi lún này đó, có thể nong rộng cung răng nhé. Tuy nhiên mình thấy nong rộng cái này nó hơi kém, thường thường mình dùng thêm một cung mulligan nữa để muốn nong đậu cung răng, hoặc dùng các hàm nong đó. Mình thấy là thêm chiều dọc làm đồi lún răng, nghiêng răng, xoay răng nó dễ, bởi vì mỗi răng một lúc mà, cho nên mình kích hoạt nó dễ hơn. Nó có thể làm đồi lún răng này đó, hoặc nghiêng răng, xoay răng. Thứ hai là mình dùng chun. Chun thì mình giúp là răng nó di chuyển lồng múi đúng không ạ, xoay răng, nghiêng răng các kiểu đó, kéo hai hàm với nhau giống như mà hôm mọi người học thôi đó. Chẳng qua là mình áp dụng nó hơi khác một chút, nó hơi khác một chút xíu thôi. Và thường là trong cái chỉnh dây thẳng của mình thì có thể dùng chun nội hàm, nó kéo trên một hàm này và có thể kéo hai hàm với nhau. Tuy nhiên trong mưu thì bao giờ là kéo hai hàm với nhau, bao giờ chun liên hàm trên dưới. Do đó bệnh nhân sẽ gặp vấn đề khi bệnh nhân là ăn nhai này, hoặc bệnh nhân nói vướng hai hàm với nhau mà đấy, vất vả hơn chút xíu. Đây là một số cách kéo chun khác nhau. Đây cái lúc này nhá, lúc này bao giờ mình là hướng về phía trước này. Lúc này thông thường lúc mưu căn bản này, mưu đơn thuần này là sẽ lúc hướng về phía trước, hướng về đường giữa của mình. Ở phần phía này là cong, là về sau này. Đấy, đuôi lúc này, đuôi dây này là phía sau vùng nắng hàm. Thứ hai mọi người thấy vùng nắng hàm nó sẽ hở ra này và vùng cửa thừa thẳng hơn. Thì lúc đầu tiên tức là lúc đứng hay lúc dọc ấy. Đấy, chun đứng hay chun dọc này thì mình kéo từ phần phía trước phía sau này. Thế lúc số 1 trên đến lúc số 1 dưới, lúc thứ hai, lúc số 5 đến lúc số 5 này. Đây là chun đứng. Đây là chun đứng phía trước. Đó. Hoặc thứ hai, như đây là hàm trên đây, hàm dưới đây thì cái này là chun lại, chun kéo như nào? Lại mấy ạ? Lại 2 đúng không? Đó. Thông thường điều trị lại 2 thì mình kéo từ răng 3 trên đến răng 7 dưới. 6 dưới hoặc 7 dưới đúng không? Thường kéo răng 6 dưới. Tuy nhiên là với mưu này người ta chỉ kéo lệch qua một lúc thôi. Lệch có một răng đấy, tức là một lúc ấy. Đây từ móc số 1 trên móc số 2 dưới thôi. Hoặc là lên lại 3 thế, người ta chỉ kéo lệch một cái thôi, không kéo dài như vậy. Có một số cái lý do khác nhau để tí nữa mình thấy kỹ hơn. Rồi, đây chun đứng nha. Từ móc trên móc dưới này, đây là các lúc của ghiu. Lúc này nhìn có vẻ dễ bẻ hơn hay khó bẻ hơn? À, nhìn nó dễ hơn chút xíu đúng không? Nhìn này dễ hơn. Giống như lúc trong mấy lò xo ART đó, hoặc lúc chữ U. Đó, lúc này sẽ rất là dễ bẻ. Đó, đây là chun loại 2 ngắn, đây chun loại 3 ngắn. Đó. Đây chun tam giác này, chun tam giác trên dưới. Hoặc chỗ là chun hình hộp. Chun chay. Đó. Chun phối hợp ấy, chun chay chun phối hợp ấy. Rồi. Thì đây là năm mươi bước mình điều trị với mưu. Với thì mình thấy là có hai cái này, em thấy lại có hai cái này. Nó tái lập vị trí ở dưới này là tái lập mặt cắn, nó hay hơn so với chỉnh nhảy chạy thẳng. Trong chỉnh nhảy chạy thẳng mình rất khó làm được cái này. Đó. Có thể làm được nhá, nhưng rất là khó. Mình hiện tại mình làm mình thấy là với mưu làm hai cái này dễ hơn nhiều, còn với chỉnh nhảy chạy thẳng mình làm khó hơn nhiều. Anh có hai bước đó, mình cứ tập trung vào hai cái đó thôi. Cứ đạt được hai cái đó là được. Cơ học nó kỳ qua năm giai đoạn. Đầu tiên bao giờ cũng phải làm điều là phẳng trước đúng không? Muốn làm gì phải làm điều là phẳng trước này. Làm điều là phẳng thì mình cứ gắn mắt cài đi cũng như bình thường. Mọi người có thể bẻ dây các kiểu cũng được, nhưng thông thường mình thấy dễ nhất là vẫn cứ đi là gắn mắt cài đúng là sau dây này thay các kiểu, làm điều là phẳng như bình thường. Rồi, cái ưu điểm của nó này, thiết lập vị trí hàm dưới này. Đó, thiết lập mặt phẳng cắn này. Thiết lập vị trí hàm dưới thì mình kéo hàm dưới ra trước, ra sau, lên trên, xuống dưới các kiểu, được chưa ạ? Xoay được cái hàm dưới này, di chuyển hàm dưới này. Tuy nhiên là trước khi thiết lập vị trí hàm dưới ấy, mình muốn kéo hàm dưới nó dễ. Muốn kéo hàm dưới nó dễ thì một nguyên tắc như mình nói ấy, muốn cái răng, cái xương nó di chuyển dễ thì không gì vướng cản cả. Được chưa ạ? Không có gì vướng cản cả thì người ta có một bước là loại bỏ cản trở cắn. Cản trở cắn tức hai hàm răng mà nó cứ cắn khít lại với nhau này thì rất là khó để kéo được cái hàm dưới chạy nhá. Do đó khi đó mình phải làm cái hở ra, loại bỏ cản trở cắn. Có thể cản trở cắn phía trước, phía sau, nhưng đa phần là phía sau. Cho nên một số trường hợp mình thấy là loại bỏ lồng mũi đằng sau ấy, loại bỏ lồng mũi sau. Và sau đó này, bước cuối cùng là cũng là tinh chỉ giống tinh chỉ hoàn thiện mình của mình thôi, nó tạo khớp cắn thành lý. Đó, tập trung vào hai cái này nhá. Nên giả sử làm đều là phẳng dễ rồi đúng không? Làm đều là phẳng mình vẫn làm chỉnh như chỉnh nhà thông thường. Thế bây giờ muốn là loại bỏ lồng mũi đằng sau, làm các răng sau không chạm nhau thì mình làm bằng cách nào? Làm sao để làm các răng sau không chạm với nhau? Nâng khớp ở đâu ạ? À? Đấy, mình cứ nghĩ trong đầu thôi, là mình nghĩ lâu sau này mình cứ nghĩ sẽ là biết cách làm thôi. Chỉ cần hình dung trong đầu rồi, ôi làm thế nào các răng hàm nó hở ra nhỉ? Làm sao răng hàm nó hở ra được ạ? Cứ làm sao răng hàm hở ra được? Nâng khớp phía trước. Nâng khớp phía trước thì làm phần phía trước cao hơn đúng không ạ? Thì phần phía sau tự hở không? Thấy chưa ạ?
làm gì nữa? Lún nước hàm được không? Được không ạ? Lún nước hàm làm nước hàm nó thấp xuống được không? Được không? Đấy, đơn giản vậy thôi. Thế bây giờ làm cái nào để làm phần trước nó cao lên? Làm phần phía trước cao lên đúng không? Phía trước cao lên nhá. Làm đúng không? Hoặc là làm thấp phần phía sau. Đó. Phía trước này cao lên này. Ở phía sau thấp.